Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tướng Công an kiêm trùm tội phạm Việt Nam được mấy đố hữu ca vậy ông Tổng Những ngày vừa qua, Bộ Công an đã hô hào học tập 6 điều bác Hồ dạy Không biết những điều ông Hồ Chí Minh đã dạy ngành công an là những gì mà công an lại trở thành trùm tội phạm kiếm rất nhiều tiền như ông Đỗ Hữu Ca Có người nhận xét rằng ông Hồ Chí Minh dạy thành phần nào thì thành phần đó sẽ nát cái nát của ngành công an không phải bản cãi, không chỉ ông Đỗ Hữu Ca mà Trung tướng Bùi Quốc Huy, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1996 đến năm 2001 cũng đã dính vào vụ án năm cam. Cũng đâu chỉ mình ông Bùi Quốc Huy bị dính mà còn nhiều cấp tá dưới quyền ông Huy cũng bị dính. Trung tướng Bùi Quốc Huy từng dính vụ án năm cam. Ông Hồ Chí Minh dạy học sinh năm điều nhưng học sinh các thế hệ của nền giáo dục việt nam hiện nay đang xuống cấp đạo đức hết sức nghiêm trọng thầy thì đánh trò trò đánh thầy thầy đánh thầy và trò đánh trò diễn ra tràn lan trong môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa so với học sinh thái lan nơi họ không học những điều ai dạy cả nhưng học sinh xứ này có giáo dục hơn hẳn rất nhiều đó là thực tế không thể phủ nhận trong đảng cộng sản việt nam người ta hay phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương của đạo đức hồ chí minh thì đạo đức trốn quan trường vô cùng thấp họ ăn của dân không chừa một thứ gì họ đặt ra đủ thứ thuế phí để bóc lột nhân dân họ đã ra đủ thứ thủ tục dươm ra phức tạp để hành dân họ hành cho đến khi nào dân chịu nhà tiền ra mới thôi không thể có một quan chức liêm khiết trong môi trường của đảng cộng sản việt nam được Câu chuyện về ông Trung tướng Bùi Quốc Huy chỉ là câu chuyện về quá khứ. Câu chuyện ông tướng Đỗ Hữu Ca là câu chuyện của thời hiện tại. Ông Bùi Quốc Huy dù có quyền to cỡ nào cũng không thể ăn bạo như tướng Đỗ Hữu Ca ngày nay. Chỉ cần một cái gật đầu, ông Đỗ Hữu Ca đã ôm trọn 35 tỷ đồng. Vậy trong suốt cuộc đời làm công an của ông ta, ông Đỗ Hữu Ca đã gật bao nhiêu lần như thế. Điều đó thật khủng khiếp ông tướng Đỗ Hữu Ca hiện nay manh động và nguy hiểm hơn ông Bùi Quốc Huy rất nhiều. Theo diễn biến mới nhất mà phía ông Đinh Văn Nơi cung cấp cho báo chí, ông cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có dính đến 18 doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn chứng tử. Từ Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi đã áp lực được, được với Cục Thuế Hải Phòng buộc phải có văn bản đề nghị các doanh nghiệp giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của 18 doanh nghiệp liên quan tới Trương Xuân Đức ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Vụ án ông Đỗ Hữu Ca đang mở rộng điều tra theo hướng sang ngang. Có thể thời gian tới sẽ có nhiều vụ bắt bớ ở Hải Phòng và cả Quảng Ninh liên quan đến hành động mờ ám của ông Đỗ Hữu Ca. Còn một hướng điều tra quan trọng nữa, đấy là điều tra lên trên. Điều tra cấp nào bảo kê cho ông Đỗ Hữu Ca thực hiện những phi vụ làm ăn phi pháp liên tỉnh đến như vậy. Cần lưu ý là ông ca không còn quyền lực trong tay, ông ca không thể đứng một mình mà phải liên minh, liên kết thành một nhóm lợi ích lớn. Có người cho rằng ông ca đang như một ông trùm, nhưng chưa phải là trùm cuối. Trách nhiệm tìm ra trùm cuối là việc của ông Đại tướng Tô Lâm. Ông Tô Lâm cứ điều tra và thông báo lên cao hơn nữa để xin ý kiến. Bên trên cho phép ông Tô Lâm sẽ bật đèn xanh cho Đinh Văn Nơi tìm ai quen biết lớn mà bắt tiếp để tạo ra chấn động xã hội. Thời ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, công an thành tội phạm nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Từ thời ông Bùi Quốc Huy đến ông Đỗ Hữu Ca là hơn 2 thập kỷ. Mức độ ăn tạp của quan chức ngành công an đã tăng theo số lượng và cả mức độ theo cấp số nhân. Trong khi đó, ngân sách của Bộ Công an ngày một phình to, điều này có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam đang thu tiền thuế của dân thật nhiều để tăng mồi nuôi thành phần sâu bọ lớn lên và béo tốt. Câu hỏi đặt ra với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Việt Nam đang có mấy ông Đỗ Hữu Ca như vậy? Có ý kiến cho rằng ông Đỗ Hữu Ca chỉ là phần nổi của tảng băng chìm rất lớn. Và ông Tổng chỉ có thể đánh phần nổi mà phải là phần nổi ông muốn đánh thì ông mới đánh. Còn phần nổi ông không muốn thì cứ để đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Tướng Công an kiêm trùm tội phạm, Việt Nam được mấy đỗ hữu cà, vậy ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phạm minh chính không biết người không biết ta đảng trăm trận trăm bại đảng cộng sản việt nam lấy tuyên truyền dối trá chính là chiến lược mang tính sống còn của đảng nó là bản chất của đảng này từ khi mới thành lập và tồn tại cho đến khi nào đảng này gục chết thời kỳ bưng bít thông tin đảng cộng sản việt nam gọi các nước dân chủ là tư bản dãy chết và tự nhận họ là yêu việt là đạo đức sáng ngời còn tư bản chỉ có bóc lột Tuy nhiên, thực tế thì quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố vừa vét để đưa con sang các nước tư bản du học và thậm chí mua nhà, mua quốc tịch cho bản thân mình và cho con cùng gia đình. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Vì sao các nước tư bản dân chủ có thể tạo nên một xã hội văn minh, dân giàu, nước mạnh, cuộc sống phồn vinh và bình yên đến như vậy? có nhiều nguyên nhân nhưng có thể kể đến hai nguyên nhân là con người và thể chế chính trị ở đây con người là yếu tố quyết định vận hành bộ máy của nhà nước thể chế chính trị nó tạo ra những định chế mà chỉ có người tài thật sự người muốn phục vụ cho dân cho nước thực sự mới có thể ngồi vào vị trí quản trị đất nước ngày nay khi mà người dân đã có thể ra nước ngoài để học tập để làm việc để du lịch nhờ đó họ có cơ hội so sánh Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục khoác lác về những kỳ tích của Đảng. Thực tế thì chính sách hoành tráng của Đảng Cộng sản đề ra đều đi đến một kết quả duy nhất, đó là sự thất bại. Vào năm 2006, khi ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đặt mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp tiến bộ. Tuy nhiên, thực tế thì đến năm 2018, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải thừa nhận mục tiêu này thất bại mục tiêu hoang tưởng cũng được ông thủ tướng việt nam phạm minh chính đưa ra với một đảng tạo ra cơ chế dối rắm thiếu minh bạch nhiều kẽ hở để các quan chức thi nhau tham nhũng tiền của dân cơ chế tuyển người thì ưu tiên cho dòng giống đỏ bỏ qua người tài đã làm nên một bộ máy nhà nước đầy rẫy những kẻ tham lam và bất tài thì ắt họ sẽ thất bại trong hầu hết các mục tiêu phát triển của đất nước. Mục tiêu có đạt được đi chăng nữa cũng chỉ là con số trên giấy mang tính tuyên truyền, không phải là kết quả thật như kiểu con số tăng trưởng GDP tới 8% của năm 2022 là như vậy. Vào ngày 15 tháng 3, trang thông tin chính phủ đưa tin về bản phát biểu của ông Thủ tướng Đảng Việt Nam Cộng sản Phạm Minh Chính rằng đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh du lịch. Một mục tiêu hoang đường ngoài khả năng của Đảng Cộng sản và của chính quyền nước này. Từ nhiều năm qua, du lịch của Việt Nam cứ đặt mục tiêu vượt nước này, nước kia, nhưng cuối cùng cũng bị các nước trong khu vực bỏ xa. Nhiều người thì đổ lỗi là do thủ tục visa, do sản phẩm không đa dạng, vân vân. Tuy nhiên, cộng tác viên của Thời báo chấm đê tại Việt Nam và Thái Lan đã khảo sát điểm quyết định của sự đại bại của lịch sử du lịch Việt Nam chính là môi trường xã hội. Đi du lịch Việt Nam thì bị tệ nạn trèo kéo, chặt chém, lửa khách vân vân, làm cho khách du lịch quốc tế kinh tởm. Cứ 10 người đến Việt Nam thì 8 người không còn muốn quay lại. Còn Thái Lan thì hoàn toàn ngược lại, xã hội Thái Lan thì bình yên, không trèo kéo, không trộm cắp và đặc biệt là không hề có xì ke ma túy hút trích tràn lan như ở Việt Nam đặt mục tiêu cho lớn rồi lại để thất bại theo một cây bút có tiếng cho biết thua kém người ta về mặt hạ tầng có thể rút ngắn nếu biết đầu tư đúng cách nhưng thua người ta về đạo đức xã hội thì hết cách để cứu chữa không một du khách nào muốn đến những nơi bất an như việt nam để mà du lịch du lịch là để thia giãn và hưởng thụ để quẳng đi gánh lo mà đến việt nam lại phải lo âu đủ thứ thì ai mà muốn đến nữa mà đạo đức xã hội thì xuống cấp như ở việt nam là do ai đã nặn ra? Câu hỏi được đặt ra. Nếu không phải là do Đảng Cộng sản nặn ra thì là do ai đầy? Rõ ràng mục tiêu của ông Phạm Minh Chính là cách nói của kẻ kiêu ngạo không biết người, không biết ta. Mà đã không biết người, không biết ta thì trăm trận sẽ là trăm bại. Hầu hết các mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra cho đất nước đều lần lượt thất bại. Đảng Cộng sản chỉ thành công về thủ đoạn trị dân mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Phạm Minh Chính không biết người, không biết ta Đảng chầm trận, trầm bại Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm